chào các con, hôm nay cô lại được gặp lại các con qua phần tiết tiếng Việt về từ đồng âm. Đây là một trong những nội dung khá là quen thuộc với các bạn ở tiểu học, bởi vì các con cũng đã được cùng với các thầy cô tiểu học tìm hiểu về từ đồng âm rồi. Đối với ngữ văn lớp 7 thì chắc chắn là sẽ có những cái điều khác biệt, và khi tìm hiểu các con cần phải chú ý gì về từ đồng âm. Thì ngày hôm nay cô và các con sẽ cùng thấy được nội dung bài học qua tiết học nhé. Chúng ta đến với nội dung nào. Chúng ta phần 1 La Mã, các bạn tìm hiểu thế nào là từ đồng âm. Ở tiểu học các con cũng đã xác định được là từ đồng âm là gì rồi. Tuy nhiên các con cũng có thể nhìn lại cho cô vào ví dụ sách giáo khoa trong 135 để chúng ta thấy rõ điều đó. Giải thích nghĩa của từ lồng trong các câu sau. Con ngựa đang đứng bỗng lồng lên, mua được con chim bạn tôi nhốt ngay vào lồng. Thì ở trong trường hợp đầu tiên các con thấy rằng là từ lồng đầu tiên á, từ lồng một á, nó có nghĩa là động từ thể hiện một cái hành động, đúng không ạ, của con vật. Bỗng thì có cái hành động mạnh, cử chỉ mạnh để tức là thoát ra. Còn đối với cái từ lồng thứ hai có nghĩa là danh từ thể hiện một cái sự vật để nhốt cái sự vật khác. Đối với nghĩa của từ lồng trên thì có liên quan gì với nhau không? Thì con thấy rằng là nghĩa của các từ lồng trên thì không liên quan gì đến nhau. Bởi vì một từ lồng là động từ, một từ lồng là danh từ, và nghĩa của chúng lại hoàn toàn là khác xa nhau. Từ đây thì các con cũng có thể nhớ lại để cho cô khái niệm về từ đồng âm rồi. Vậy từ đồng âm là những từ như thế nào? Từ đồng âm là những từ mà có nghĩa hoàn toàn khác xa nhau, mặc dù là phát âm các con thấy là có thể là giống nhau. Chúng ta đến với khái niệm về từ đồng âm. Về từ đồng âm thì các con chú ý là những từ phát âm giống nhau. Những từ phát âm giống nhau. Nhưng nghĩa khác xa nhau. Cô lấy ví dụ. Ví dụ như là bà ta đang la con la. Thì con thấy rằng là la đầu tiên, la một, thứ hai, la thứ hai. La đầu tiên có nghĩa là la mắng. La mắng. Đây chính là động từ. Còn la thứ hai, đây chỉ là con la đúng không ạ? Con la hay con lừa. Thì đây chính là gì con nhỉ? Danh từ. Và nghĩa của từ la thứ nhất và từ la thứ hai các con thấy rằng ở đây không có liên quan gì đến nhau cả. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Các con sẽ cùng với cô tìm hiểu về cách sử dụng từ đồng âm nhé. Chúng ta đến với hai La Mã. Đó là cách sử dụng từ đồng âm. Sử dụng từ đồng âm. Đối với từ đồng âm thì khi sử dụng chúng ta sẽ lưu ý gì? Các con cùng theo dõi vào cho cô những ví dụ của sách giáo khoa trong 135. Nhờ đâu mà em phân biệt được nghĩa của các từ lồng trong hai câu trên? Và câu thứ hai là đem cá về kho. Nếu tách khỏi ngữ cảnh, có thể hiểu thành mấy nghĩa? Hãy thêm vào câu này một vài từ để câu trở thành đơn nghĩa. Thứ hai là để tránh những hiểu lầm do hiện tượng đồng âm gây ra, thì cần phải chú ý những gì trong giao tiếp? Các con có thể chú ý cho cô những điều sau đây. Với bài tập số 1 và câu hỏi số 1, thì nhờ đâu mà em phân biệt được nghĩa của từ lồng trong những câu trên? Thì các con sẽ căn cứ vào đó là các con dựa vào từ loại. Đối với từ loại động từ thì thường diễn tả hành động trạng thái của sự vật. Còn đối với từ loại danh từ thì danh từ là thường những từ chỉ người hoặc là sự vật, đúng không ạ? Còn câu số 2, đem cá về kho, thì con thấy rằng là nếu tách khỏi ngữ cảnh thì câu này có thể hiểu được nhiều nghĩa khác nhau. Thứ nhất, cách hiểu đầu tiên là chúng ta đem cá chúng ta về kho thôi ạ. Còn ở cách hiểu thứ hai thì các con có thể thấy rằng là từ kho có thể là kho là một động từ, là kho cá, một cái hành động mà chúng ta hay sử dụng trong nấu nướng. Còn kho thứ hai là cái kho hàng để có thể chứa đựng được nhiều đồ đạc khác nhau. Thì đấy là hai cách hiểu.
Để tránh những hiểu lầm do hiện tượng đồng âm gây ra, các con phải chú ý là chúng ta phải sử dụng từ đồng âm đúng ngữ cảnh giao tiếp, và các con phải sử dụng nó bằng cách là chúng ta xác định được cái hoàn cảnh giao tiếp cụ thể thì chúng ta mới có thể vận dụng đúng được. Do vậy thì cô có chú ý như sau. Đối với khi mà việc chúng ta sử dụng từ đồng âm thì các con lưu ý, thứ nhất là chúng ta phải chú ý ngữ cảnh giao tiếp. Ngữ cảnh giao tiếp. Điều thứ hai là các con sẽ phải dùng từ chính xác, từ đồng âm chính xác.